Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng Giêng 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Kinh tế tài chính và tiếng nói Cư tri. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Kinh tế tài chính với Võ Thành Nhân và Tiến sĩ Tạ Cư Hải. Kính chào chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với chương trình kinh tế tài chính ngày hôm nay thì chúng tôi xin hành hạnh tiếp xúc tiến sĩ tại cửa hải để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan với vấn đề mậu dịch của hoa kỳ và trung cộng đặc biệt là chúng tôi cũng ghi nhận là ngày hôm qua cái chỉ số của thị trường chứng khoán lên rất là cao và có đó có thể là niềm tin về vấn đề phát triển kinh tế trong những ngày tháng sắp tới và cái cuộc bầu cử năm 2020 cũng có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cho nên cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu về những cái nguyên nhân phía sau và những cái ảnh hưởng của nó và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với tiến sĩ Tạ Cửa Hải. À, trước hết em xin được kính chào anh Hải. À, xin uh, kính chào anh võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Khi mà chúng ta nói mà ở một phê one có nghĩa là họ đã ký những cái thỏa thuận như vậy đó, thì uh, phó thủ tướng của Trung cộng đến uh, tòa Bạch Ốc ký, thì cái thị trường chứng khoán nó lại tăng vọt lên uh, một cách không biết là bất ngờ hay không hay là người ta có tiên đoán được hay không thì anh Hải có thể phân tích cái vấn đề này à? Nói chung á uh, thì cách đây năm sáu tháng bảy tám tháng thì người ta nói người ta tiên đoán nhưng mà trong những tháng gần đây trong vòng một hai quạt tơ cuối cùng cái địa địa nhị bán niên của năm 2019 đó đã cho thấy rõ ràng là mỗi ngày nó càng phát triển dù nó bị chính trị hóa bằng cách này cách nọ của phe đối thủ của đảng cộng hòa là dân chủ đó nhưng mà nó không có nó không có, 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 có thực hiện được cái giấc mộng của họ mà trong cái thời gian 6 tháng vừa qua đó kinh tế Mỹ càng ngày càng phát triển uh, tốt đẹp hơn mặc bặc dù uh, sự đánh phá vẫn tiếp tục nhưng mà cuối cùng thì sự đánh phá đó được hầu như đã bị chấm dứt, tự động chấm dứt là bởi vì họ đã nhận thấy rằng những điều họ nhận xét là sai lầm, không đúng sự thật, thiếu công bình và không có cách nào để họ thắng lợi uh, dân chủ mà thắng lợi được đối với cộng hòa cả Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng tình hình nó, nó thay đổi về phương diện chính trị và đồng thời cái sự thay đổi về chính trị đó là nó phản ảnh cái sự phát triển rất mạnh về kinh tế của nội các của Tổng thống Donald Trump. Và khi mà chúng ta nói cái sự phát triển như vậy đó là cũng được sự ghi nhận của những tác giả rất là lớn viết những cái tác phẩm giống như chết bởi Trung Quốc hay là những nhà bình luận về nền kinh tế thì tiến sĩ tại cửa hải có những cái data gì có những cái những cái gì mà liên hệ để chúng ta có thể phân tích thêm chúng ta có thể uh, đưa hai vấn đề quan trọng đó là hai nhân vật chính của nội các của uh, tổng thống Donald Trump thứ nhất là uh, ông Larry Kudlow uh, ông Der, uh, Larry Kudlow là cố vấn về kinh tế của tổng thống Donald Trump ông ta nói rằng ông ta tin tưởng rằng nếu mà mọi sự cứ đi đúng nhịp nhàng như là 6 tháng vừa qua đó thì sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán và chỉ số Dow Jones sẽ lên tới trên 30.000 điểm. Đó là cái điểm quan trọng. Cái điều đó nó phản ảnh cái cái chẳng những sự hy vọng của kinh tế Mỹ nhưng mà nó nói một cách chắc nịch rằng đó là nhận xét của của một chuyên viên à, rất là tài ba về kinh tế Mỹ lần đầu tiên đã, đã đưa nước Mỹ thoát ra khỏi sự khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua. Cái điểm thứ nhì muốn nói ở đây là tác giả của cuốn sách Chết bởi Trung Quốc, tác giả đó là ông Peter Navarro. Ông ta đã đưa ra phân tích, đưa những sự bất công, à, sự lợi dụng, sự lạm dụng của Trung Quốc đối với kinh tế Hoa Kỳ trong nhiều thập niên vừa qua thì đây là cái cơ hội mà để để cho tổng thống Donald trump phân tích cái tài liệu cuốn sách đó, đó của ông uh, Navarro và do đó mà đem nó áp dụng khai màu cho cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc đây là cái điều mà rất là quan trọng mà xưa nay các tổng thống trước đây của Hoa Kỳ chưa ai dám làm một điều đó mà chỉ có ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ có khả năng và có can đảm và biết chắc rằng mình sẽ thành công trong cái chuyện cuộc chiến bầu dịch để đem lại sự công bình và quyền lợi công bình cho dân Mỹ. Dạ, yeah. nhưng mà khi người ta nói rằng theo cái hãng tin Bloomberg á, thì các loại thuế về hải quan á, đánh vào cái hàng Trung Quốc nó sẽ được duy trì ít nhất là cho đến cái kỳ bầu cử tổng thống... Uh, vào tháng 11 năm 2020 và sau đó thì nó như thế nào nữa? Tại sao mà chỉ đến cái thời điểm đó mà thôi dạ thưa anh này? Cái người mà phát triển những phát biểu những cái câu câu, câu nói liên quan tới vấn đề đó, đó là bởi vì họ làm chính trị. Họ làm chính trị cho nên họ luôn luôn nói là thế nào để mà nếu mà tốt thì họ nói nó tốt vừa vừa, mà nếu nó chưa thấy tốt thì họ nói nó xấu thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà họ bình luận mục đích là à tới đây là vấn đề chính trị mà thôi à, tới cái ngày bầu cử tôi xong rồi họ hết không còn gì nữa yeah. à, họ nói họ nói xấu đó một cách đó nhưng mà tiếc thay là bây giờ à, đối với họ là kể cả CNN là cái một trong những cơ quan truyền thông à, chính rất là quan trọng của nước Mỹ cũng phải nhìn nhận rằng sự sai lầm của chính họ và à, phần lớn tất cả những cái à, cái công ty khác trong giới truyền thông khác cũng đã sửa đổi lời quan niệm quý vị thấy sự phát biểu của họ sự bình luận của họ nó khác nhau và họ có vẻ lễ phép hơn đối với vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ hiện nay. Yeah. Và khi mà chúng ta thấy thị trường chứng khoán thì tăng nhưng mà bên hạ viện đã chuyển cái cho thượng viện một cái bản cáo trạng dành cho tổng thống Donald Trump thì như vậy cái sự việc uh, impeachment nó xảy ra nó có bị bảo hòa trước vấn đề phát triển về kinh tế của Hoa Kỳ không đúng như cái lời mà chúng ta trong kỳ trước chúng ta đã thảo luận uh, có sự bảo hòa uh, là bởi vì có làm gì làm mà nó không làm thay đổi được cái cuộc chuyện về kinh tế Mỹ uh, cái điều đó quý vị thấy và đặc biệt cái cái nỗ lực mà 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 để uh, uh, trút phế của từ tổng thống Donald Trump là do cái sự sắp đặt cái sự bịa đặt của phía dân chủ mà ra chứ không phải là do do cái tình hình uh, một cách uh, chi tiết hay là công bình mà nó đưa tới chuyện đó. Nhưng mà họ cũng có đủ data để mà nói hai luận hai cái tội đó mà dạ thưa anh. Họ 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 đưa những cái data ra mà họ ngụy tạo ra chứ không phải có thiệt. Cái đó là cái quan trọng. Họ, họ tạo ra cái họ dựng đứng lên. Ví dụ như sau cuộc điều tra mà về sự liên hệ giữa uh, cái cái bạn cái, cái, cái tổ chức của của ông Donald Trump với Chính phủ nga chẳng hạn là cái chuyện không có thật, mà họ cũng đưa ra. Nhưng mà vấn đề Ukraine thì cũng phức tạp. Đúng, Ukraine, Ukraine phức tạp cũng... là phức tạp từ ông ông Obama mà ra chứ không phải phức tạp từ ông ông tổng thống Donald Trump là bởi vì trước đó là ông phó tổng thống uh, Joe Biden và con trai của ông là Hunter Biden đã dính dáng và đã lợi dụng cái vị thế của. Uh, phó tổng thống Joe Biden mà đưa con của mình vô làm việc với Ukraine để tham nhũng thì cái chuyện đó là cái chuyện họ đưa cái tượng, chuyện nó xảy ra từ cái lúc dưới cái thời 8 năm của tổng thống Obama mà họ gán để cho cái hậu quả cho tổng thống Donald Trump thì rõ ràng là một sự có ý đồ và không công bình. Ừ, xin được cảm ơn tiến sĩ tại cửa hải. Yeah. À, kính thưa quý à, vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ trở lại phần 2 à, với bài chắc cây bông tiếng nói cử tri. Một lần nữa em cảm ơn Hải. Yeah. À, xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân và cảm ơn quý khán giả của SVTN. Kính chào tất cả quý vị. Happy New Year!